Mèo ơi, đã tròn 2 tháng không gặp mặt, chẳng đi chơi hay là đi ăn uống. Ủa thế mới nhở. Lòng buồn như ly tà tưa đã thiếu mấy ngày, đành phải con cho người yêu gấp ngay. Ờ, anh yêu ăn gì tua? Anh nhớ em nên vừa ăn có cái pizza chụp cái bánh. Vậy anh nhớ người ta nhiều không? Nhớ bé yêu siêu nhiều, lại đây hơn online vài cái nào bé yêu. Ôi cảnh yêu xa sao chán nhé, cứ chơi game rồi bỏ bê, được con suốt ngày nhìn hết mê. Còn inbox thôi lười, nhớ rồi giận hơn rồi cả. Gọi mãi mà không được. Người đã 24 tiếng rồi cho anh ăn tẹo nè.